Alo, Alo, em nghe này. chào hả? Dạ, Phải không? em cũng thường thường. Dạ, lâu quá rồi không có liên lạc với anh em. Sao anh em thì khỏe hết hả? Đấy, lâu đến giờ đâu có ai liên lạc với ai đâu anh, im ru à. Rồi, vụ Thành rồi sao rồi? Như nào rồi? Có biết không? Vụ Thành bữa giờ thì cũng im re đó, Chưa ra tòa, chưa tin tức gì hả? chưa ra tòa ra tông gì hết đó. Cho nó gia hạn thêm rồi sao á? Thì chắc có lẽ vậy, gia hạn cũng không nghe nói thông tin gì. Ừ. Ở này lâu rồi, đi xa quá rồi cũng không có liên lạc được anh em, rồi cũng mình đâu ở ở đây nữa đâu. Ủa vậy giờ đang ở đâu? Buồn buồn đó. Đi đã đi chơi du lịch thời gian thì chán quá, nhảy qua Thái Lan chơi luôn rồi, qua đang ở Thái Lan nè. À, đang đi Thái Lan hả? Vậy mà không rủ em đi với. Đi cũng ngẫu hứng thôi, mình đâu định đi đâu. Sẵn đó rồi bạn rủ đi đi chơi đó luôn, đi qua bển chơi, đi nay được tuần rồi. À vậy hả? Sang bên có COVID gì không? Nó ghê lắm. Giờ nó bên đây nó cũng kinh khủng luôn. Nhưng mình ở vùng này nó ở vùng quê nó cũng Chứ ở bên bên này thấy căng phết đi. đỡ. Mới qua đầu tiên thì ở Bangkok. Tôi đi À. chơi tôi được 2 ngày, 2 ngày ở Bangkok rồi vô vùng quê. Tại vì cũng có người thân ở vùng quê đó. Dạ. Cho hỏi này nè. Cái Dạ. tình hình bây giờ, cái bữa trước cái công an quận 10 với công an Bình Tân nó mời mình việc lên, nó làm việc xong rồi nó giữ luôn cái điện thoại với cái đồng hồ á. Dạ. Rồi sau nó im re là không có, nó trả mà nó cũng có thư mời hay là về gia đình mình báo gì hết nè, là như thế nào? Ủa cái đó là hôm bữa làm thu giữ đồng hồ với điện thoại của anh có lập biên bản không? Để tôi nói cho nghe đầu đuôi như thế này. Tức là cái ngày đầu tiên á, cái ngày hôm bữa là công an phường 12 quận 10 á có gọi điện thoại mình lên. Dạ. Thì mình lên từ nhà mình lên thì mình vẫn cầm đầy đủ điện thoại rồi đồng hồ, cũng bóp tiền rồi đầy đủ người cũng như bình thường mình lên nói chuyện thôi. Thì mình lên xong thì tự nhiên cái công an quận 10 qua nó ập mình luôn. Nó ập mình bắt mình về bên quận luôn. Luôn là bắt đầu nó lục trong người mình từ từ cái đồng hồ, rồi điện thoại, rồi chìa khóa xe toàn là remote không á, nó tưởng lên cái đồ thu âm nó tịch thu hết mấy cái remote điện thoại, remote cửa, remote phòng với remote xe rồi nó tịch thu luôn. Rồi sau đó nó kiểm tra hết rồi nó bảo là cái này là remote cửa, đồ này không có thu âm được, không có quay phim thu âm được, nó trả lại. Còn nó có hỏi cái đồng hồ của mình có thu âm không, có quay phim không? Tôi có, đồng hồ tôi đầy đủ hết. Cái mà có quay không, tôi nói tôi không quay, vô đây tôi không quay gì hết á, mà đồng hồ tôi có chức năng đó. Cái đó nó thu điện thoại luôn. Rồi bắt đầu thu điện thoại xong luôn rồi nó chuyển lên về Bình Tân á, nó niêm phong lại. Khi mà nó áp giải về Bình Tân nó chuyển lên. Đó rồi đưa cho ông Tính đó, ông giữ ông Tính ông điều tra viên á, có nghe chưa, có nghe nói không? Cái vụ mà anh lên trên đó làm việc ông Tín là cái đợt đó là 6 cái tờ giấy không đúng không? Đúng rồi, Ủa nó vậy từng vụ ký này được lâu 6 rồi giấy đó. mà. Lâu lắm rồi mà sao nó không báo, không có trả tài sản gì cho mình vậy, không biết như thế nào. Thật ra thì mình đem từ nhà lên chứ đâu phải mình phạm tội quả tang gì đâu mà người ta lại giữ của mình. Mình thấy nó vô lý. Nên tôi có định hỏi anh em nó như thế nào. Tôi có đọc cái hiến pháp này, cái hiến pháp của Việt Nam nè. Là những cái hiến pháp người ta nói rõ ràng cụ thể luôn là đâu có được thu điện thoại đâu. Tôi đọc cho ông nghe nha. Đây này, cái này mà mọi người có quyền bất khả xâm phạm nè.
về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình nè. Có những cái mà nó đâu có được quyền thu điện thoại của mình đâu, mà tự nhiên bây giờ cái điện thoại của mình nó bị thu luôn, nó không chịu trả là sao ta? Cái này là anh biết không, ở trong luật á thì không có được lấy đồ dùng cá nhân của mình, mà những cái đó nó không có liên quan đến vụ án. Đúng rồi. À. Còn cái này, còn cái này nữa, có cái này nữa này Châu. Cái điều 2 hiến pháp là mọi người có quyền bí mật tư tính nè, điện thoại, điện tính, các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác nè, không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư tín điện thoại, điện tính và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. Có nghĩa là người ta đâu có quyền giam giữ đồ của mình đâu, mà người ta lại sao lạm dụng với người ta. Nhưng mà cái này hôm bữa đó có lập biên bản không? Có lập biên bản không? Còn cái ông quận 10 ông có lập vơ vậy, ông lấy cái bọc, ông tấm lại rồi. Ông tấm lại, ông lấm lái luôn cái chìa khóa xe, cái phòng của mình luôn. Rồi ông kiểm tra đã rồi, ông thấy tôi nói thật với ông, cái này là không có gì hết. Cái này là cái chìa khóa phòng của tôi thôi. Khóa nhà, khóa cửa, khóa xe. Tại trong cái chìa khóa tôi tới 5 cái remote lần. À. Có nghĩa là có đồ ghi âm quay phim trong đó mấy không? Tôi sợ thu quay phim thu âm. Tôi không có thu gì đâu, không đừng có lo. Chứ rồi bắt đầu chuyển qua hỏi điện thoại. Thì mình cũng nói luôn, mình nói điện thoại tôi có quay phim thu âm đó, nhưng mà tôi không có dùng. Rồi bắt đầu nó lấy, nó tắt hết. Nó đem vô máy, nó rà, nó coi kỹ ra, nó bịt, nó tắt nguồn, tắt hết. Điện thoại cũng tắt hết, hồ nó cũng tắt luôn. Cái này á, thì vi phạm trong hiến pháp là điều 20, điều 21. Đúng rồi, mình cũng có đọc xem qua nè, thấy là tụi với ông này ông làm như vậy là sai quá rồi, mà sao ông cứ giữ của mình là làm cái gì? Đấy, anh đã có lên kế hoạch làm đơn không? Chắc là hôm nào đi chơi thời gian về cho tôi làm đơn, tôi đang hỏi điện thoại về hỏi luật sư, hỏi tình hình như thế này, bây giờ người ta không trả cho mình thì chắc làm đơn. Mà nếu mà Châu có tiện thảo giùm tôi cái đơn đi. Dạ, để em ấy em thảo cho. Thảo cái đơn đi rồi ông chuyển cái nội dung qua tôi xem thử coi, nếu mà cũng thấy hợp lý thì tôi về, khi nào tôi về được thì tôi nộp. Nộp đơn tôi như nào chứ, bây giờ đồ tài sản người ta nhiều cũng mấy chục triệu, tự nhiên là đi bắt không vậy sao được. Cái này là vi phạm luật rồi. Nhớ, quan trọng là anh có thể liên hệ với người ta kêu người ta trả đi, chứ không thì nói nhiều lúc anh nói vậy cho em thì giờ nó còn rảnh là em làm đơn, rồi đến lúc là nó rích rắc cái công việc của người ta cũng tội. Nhiều lúc người ta làm hả? Ở đây nói cho nghe nè, tôi đợi khoảng thời gian mấy ngày nữa. Nếu trường hợp á mà với ảnh mà không trả tài sản cho mình á, thì có thể tôi làm đơn tố cáo luôn. Tại vì cái hình ảnh riêng tư, tình cảm mình, hình ảnh cá nhân của mình á, tự nhiên những cái hình nhạy cảm trong điện thoại mình mà ảnh mở ra mà ảnh xem xong rồi mới ảnh tải qua điện thoại của mình ảnh hết. Anh kêu người nhà của mình lên, anh kêu người gọi người nhà mình lên, bắt đầu gây áp lực cho người nhà mình, xong rồi bắt đầu lấy điện thoại cá nhân của ảnh chuyển cái hình mà nhạy cảm của mình qua trong cái điện thoại của người nhà mình, là những cái hình ảnh mà nhạy cảm á, thì tất nhiên là những cái hình ảnh đó bây giờ có trong điện thoại mình là đang nằm trong điện thoại của ảnh hết rồi. Đó, mà anh làm vậy rồi, anh cho nghĩ sao có đúng không? Cái đó là vi phạm, cái đó là vi phạm luật rồi chứ. Tại sao hình nhạy cảm của ta trong điện thoại có liên quan gì đến cái việc gì? Chỉ qua là mời mình lên là để lấy lời khai thôi. Thì cho dù có kiểm tra điện thoại thì tôi chấp nhận, nhưng mà chuyện hình ảnh trong cái điện thoại mình làm sao mà được quyền mà lấy ra là chuyển qua máy của máy ảnh, rồi máy ảnh chuyển qua máy của người nhà mình. Mà anh làm vậy đó,
Cái này nếu không được tôi phải làm đơn, tôi tố cáo luôn chứ bây giờ sợ cho bà ngửa luôn, bây giờ sao giờ. rồi cái này thì ấy đi, để coi người ta ví dụ như anh liên hệ coi có trả không, nếu mà không trả thì làm đơn có gì đâu. Bây giờ tôi nói cho nghe là tôi có bằng chứng hết á, tại vì ông không không nghiệp vụ ông thì chắc là như thế thôi, tôi vẫn còn đầy đủ ghi âm hết á, cái gì của mấy ông quận 10 là mấy ông quận thành phố đó, nói chuyện với tôi như nào tôi thu âm hết, mà tôi nói ông đừng có đăng lên mạng nha, nói cho ông biết thôi, có nhiều đó mà sau này cần thiết tôi đem ra làm bằng chứng, tại vì lúc mà mấy ông tới nhà tôi chơi á, lúc mà ông tới nhà ngồi nói chuyện á, năn nỉ ỉ ôi tôi là thế này đừng có giao lưu với ai, rồi đừng có nói gì nhiều, đừng có giao kết với ai nữa, tôi có đặt cái máy dưới cái bàn á, tôi đặt cái máy qua ở dưới cái bàn, nên như tôi cứ thản nhiên tôi nói chuyện mà ông nói tôi thu được trong máy hết rồi, nhưng cái đó giờ tôi đổi kiểu kín lắm, tôi cần thiết thì mai mốt tôi đưa ra bằng chứng rồi mấy ông thừa nhận là mấy ông nói như thế mà ông đâu có chối cãi được, Thì đó đến còn nhà. sáu biên bản kia tôi cũng bữa trước tôi có việc cũng cũng hay lắm, chị nói chuyện rồi đề cập sáu biên bản á, là bây giờ tôi đang lo sáu biên bản tôi ký khống bây giờ anh Dũng biết sao, thì nó mới nói là sáu biên bản đó là để niêm phong thôi chứ không có hại anh đâu, nếu anh muốn là cần thiết thì tôi cho anh gặp anh Tính, nhưng mà không có được gặp quận 10 thì xuống dưới quận nhất thì tôi gặp sắp xếp cho anh với anh Tính gặp rồi trao đổi với nhau, chứ tôi không có cho anh gặp ở quận 10, nhưng mà vì không có chịu thì nó bây giờ gặp ở gần nhà tôi gặp, còn nếu đi xa nữa tôi đi có luật sư tôi mới đi, thì tôi muốn tới ba luật sư mà đâu phải tôi đi mình tôi có ông Úp tôi nữa à, cái mà ông không chịu Là cái mà ông đợt đi là cái mình đợt nhốt đầu tiên mình anh cái đợt nhốt anh 3 ngày đó đó. à đúng rồi đợt nhốt á, rồi mình về việc về được về xong rồi mới ổng tới nhà, thì quay cái clip mà đăng lên là cái vụ mà sáu biên bản á, sáng sáng ngày mai thì công an thành phố với lại công an quận 10 ghé đến nhà bốn người lận, bây giờ có bằng chứng hết, bốn người đã ngồi trình hình trong nhà tôi 4 ngày, tôi có hình ảnh hết, tôi chép camera ra lại tôi lưu vô USB hết rồi, và nói gì trong trong nó tôi thu hết cho rồi, đâu có chối cãi được với tôi đâu, cho dù sau này tôi có bị gì tôi ra tòa tôi cũng đưa sẵn cái thu âm ra cho mà xem, mấy ông hứa tôi sao, mấy ông hứa là cái sáu biên bản đó là để niêm phong thôi rồi cái đồng hồ điện thoại thì anh muốn cần trả thì anh lấy lại thì để tôi sắp xếp tôi đi cấp trên rồi tôi đem về cho anh, và tôi mời anh lên quận lấy cái việc đó, thôi tôi không lên quận nữa, tôi lên thì có luật sư tôi mới lên, thì mà không chịu đi có luật sư mà không có chịu là không chịu thôi, không chịu cho đi luật sư thôi, mà ông là để gọi cho ông Tính á, ông Tính điều tra viên ở Bình Tân á, là để ông Tính gặp việc để dàn xếp nói chuyện gỡ clip hay là gì đó, hay là nói vấn đề sáu biên bản mà ký khống đó, mà ông là hẹn việc ra tới quận nhất lần, Ôi trời, chơi không gì có gặp kỳ ở quận vậy? 10, không gặp ở nhà, không có gặp ở quận 10 mà lại ra tới quận nhất, cái việc đâu chịu đâu, thì nó thôi tôi không đi mình đâu, không đi mà tôi bị một lần rồi, tự nhiên vui như không ấy, tôi đang ở nhà mà ông kêu tôi lên rồi nhốt tôi 3 ngày 3 đêm bên đó, giờ mà ông kêu đi dụ đi nhốt nữa hả, cái việc không chịu từ đó giờ rồi, cái điện thoại đồng hồ của việc nó giữ luôn tới nay luôn, chẳng tới trả luôn, chẳng tới tâm hơi gì hết. Nói nghe luôn nè, bữa rồi cái nhà có gửi qua email của Việt á, là có cái giấy báo gì, cái báo báo gì mà ở cái vụ mà mã tấu mà đập xe ô tô Việt á, Việt kể luôn nghe như này nè, cái vụ đập ô tô của mình á là rõ ràng là mình đi vô hãng mình làm là cái hóa đơn của hãng nó mình chi phí là gần 11 triệu,
thì tổng luôn cái làm bảo hiểm của mình luôn á, tức là những chỗ trài xước rồi cũng những cái chỗ thay đồ bị người ta đập rồi cũng bảo hiểm luôn, thay nhớt thay dầu luôn là 12 triệu, nhưng mà trị giá cái đèn mà nó đập bể là nó gần 3 triệu. Nó ghi rõ chi tiết như thế, nó ghi rõ chi tiết như thế mà sau là mình đem mình nộp, để mình nộp mà mấy anh đòi đền 1,5 triệu thôi. Ủa sao kỳ vậy? À, trong khi cái giấy tờ mà từ trong hãng Trovalet mình đem về mình nộp cho người ta thì tới gần 11 triệu. Thì đồng ý là cái tiền bảo hiểm của mình phát sinh cái khác thì mình chịu đi. Còn như cái đèn á, cái đèn mà người ta đập á, nó gần tới 3 triệu rồi. Cái đó là làm riêng ra, cái hóa đơn riêng là gần 3 triệu. Nhưng mà tính mình làm cái tờ cam kết, anh làm tờ cam kết cho mình là cái này trị giá ngoài chợ, anh nói ngoài chợ cũ, mua ngoài chợ trời ấy, chứ không có mua đồng hãng. Mình đồ đồng hãng mình báo ra ngoài chợ trời mua là giá trị khoảng tầm 1,5 triệu. Thì anh có làm cái biên bản làm 1,5 triệu cho việc ký vô là sau này không khiếu nại nữa đấy. Là ông Thì Tín, việc lúc là ông Tín ông á chịu trả 1,5 triệu này cho anh nhá hả? Đúng rồi, ông Tính không chịu trả 1,5 triệu. Rồi Là ví dụ rồi mình đập xe mình á. rồi 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 ông Tín ông kêu là cái này là 1,5 triệu là mua chợ trời thôi, còn cái xe của mình là xe hãng mà mình đi thay trong hãng 3 triệu, nó không có chịu, nó chịu 1,5 triệu Đúng rồi, chịu thôi. 1,5 triệu thôi. Là thuê Mà với cái giá xe đồ cũ, anh nói vậy đó. ủa mà ông Tín này là ông công an đúng không? Ông điều tra viên á, Ông nó điều là tra ông điều viên mà tra. sao ông có liên quan gì đến bọn bọn vác mà tấu đập mà ông lại lấy 1,5 triệu tiền túi ông ra ông đền cho anh ta? Bởi vậy mới nói thì ông thuê như thế nào thì Việt không biết, nhưng mà người ta đòi đền như đó thì Việt cũng đồng ý. Nó cũng mệt, nó thôi muốn đền nhiều đền, không đền cũng được. Xong rồi thôi bây giờ tao quá giá cho anh đền cái đèn cho anh là 1,5 triệu, anh đồng ý không? Anh đồng ý thì anh ký vô, sau này không được khiếu nại nữa. Thì lúc đó Việt cũng đồng ý, tôi ký lại cho rồi đi về. Thì vừa rồi á, có gửi cái giấy báo, thư báo cho Việt á, là nó là cái vụ án này không đưa bị kiểm soát, không có truy cứu cái gì hình sự, là không có truy tố. Mình thấy nhận cái thư báo đó thì mình nghĩ chắc vậy thôi, quỳ vốn luôn rồi, Rồi không truy là tố. ở bên này là ra cái quyết định là không khởi tố hả? Không khởi tố cái vụ án đập xe đó nữa. Ủa Đó vậy là rồi cái mấy lỗi rồi. vậy là mấy thằng côn đồ này nó đi đâu hết ta? Thì đấy, tìm con đồ mới trước bắt cái mã tấu rồi quá trời, cầm hai ba cây mã bỏ lên xe cái động bắt như thế, mà bây giờ là nó là không truy tố thì ai biết đâu. Ủa cái này rồi rồi nếu ông nói vậy thì mình cứ làm đơn tiếp đi anh. Chắc vậy đó, nếu mà không cứ làm đơn nói tôi không cần vấn đề là bây giờ trả điện thoại cho tôi trong mấy ngày nữa mà không có tin tức gì, trả trả tài sản cho tôi thì tôi mới là việc lập đơn, việc nhờ luật sư làm đơn hoặc nhờ ai đó thảo đơn cho việc đi nộp. Thì đơn để Nó em là thảo cho. đây xuống thành phố nộp luôn, không có nộp ở đâu, nộp phố luôn. Bây giờ tôi đôn anh nhẫn nại, tôi nhịn tới nay rồi, nay cũng gần tháng mấy 2 tháng rồi, từ ngày mà kêu kêu việc lên mà lấy lời khai đến nay là cũng gần 2 tháng rồi mà cũng chẳng có thể trả tài sản lại cho người ta, chẳng nói rằng gì hết. Bây giờ cháu cứ nghĩ đi, nếu mà nó là công nhân mà làm cho được mấy chục triệu để mua sắm cái tài sản như thế là ta phải bỏ ăn bỏ mặc hết 4 tháng trời chưa sắm được như đó, lao động cực lực. Nhưng cháu cứ nghĩ là làm công nhân tháng 7 triệu ăn uống ở đâu, rồi nhà cửa ăn ở đâu, chi tiêu ở đâu, để làm sao mà được mấy chục triệu mua tài sản như vậy. hay Tự nhiên bỏ không đâu hay được. hay là thấy đồng hồ với điện thoại của anh đẹp quá rồi muốn bỏ túi riêng luôn, đền cho anh 1,5 triệu. Ông kia đồng hồ điện thoại cũng nó chính thôi, nó chính là nó bình thường, còn đồng hồ thì chịu áp. Nhưng cái đồng hồ đợt trước mà bị công an gì, công an ở dưới Đa Phước hả? Công an Đa Phước á, đồng hồ đó mới xịn, đồng hồ mà nó còng tay mình xong rồi nó chứ
biết cái được cái đó sao mất, anh cái đó thì mất rồi, anh sau này anh mua cái khác, em biết cái khác sau này em biết mà. rồi. Đúng rồi, cái mà đợt mà bị Đa Phước lấy thì cái đó mới xịn. Còn cái này thì tầm cũng 10 triệu à. Đó, nhưng mà giờ chẳng thấy trả cho người ta gì hết. Buồn ghê rồi đó. Đó thì cứ để coi coi sau đó thì làm đơn thôi. Chắc bây giờ Chứ rồi cho để mấy ngày nữa đi coi có động thái gì không đã. Để coi thử có động thái gì không mà rồi làm đơn sẵn đó rồi cần thiết thì gửi. Bây giờ nói cho nghe là chắc là việc cũng không 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 kinh doanh làm ăn ở Sài Gòn nữa đâu. Bây giờ cho mày ngửa luôn như là sao gì à? Mỗi lần thì nó còn hăm dọa cái bằng áp cái áp lực với chủ nhà chủ mặt bằng mình thuê mình làm quán á, nó còn tuyên bố nói ông tin không, tôi dẹp quán ông bất cứ lúc nào ông muốn không, tôi dẹp quán ông khỏi ở đây, ông khỏi kinh doanh ở đây, quán ông đang làm ăn ngon mà ông gây chuyện giờ tôi dẹp quán ông luôn, nó còn tuyên bố vậy mà. là cái đó, cái đó ai ai tuyên bố? Cái thằng điều tra đâu dưới thành phố á, thằng ốm ốm gầy gầy con cao á, nó có lưu số điện thoại nó trong máy mình nè, chung là máy điện thoại, số điện thoại mà ông có lưu trong máy mình hết, tự mà ông lưu vô điện thoại mình, mà ông bảo là sau này muốn gì cần gì thì cứ gọi cho ông chứ đừng có gọi cho ai hết á, đừng có gọi cho thằng Châu bất cứ anh em nào hết, muốn gì thắc mắc gì cứ gọi cho mấy ông. Nhưng mà cái lúc mà còn thuận á, cái còn mà tới nhà mình á thì mà ông gọi mình liên tục, sáng ra gọi, chiều gọi, tối gọi, nhưng mà thời gian mà mình đăng cái clip mà mình nói với vụ 6 biên bản đó là bắt đầu im re luôn, là không có gọi nữa. Thành giờ sau đó mình gọi, mình định gọi để hỏi thử chừng nào trả đồ cho mình đó. Mình gọi mà anh cũng không bắt máy luôn, bye bye luôn rồi, cả tháng này việc cũng không thèm gọi luôn. Thế nếu nói vậy để em giờ còn đang còn rảnh em làm đơn cho luôn, làm cái đơn đòi cái điện thoại với cái đồng hồ, rồi còn cái đơn mà đơn bên kia là kêu là không tố giác tội phạm thì để em làm tiếp cho. Không, cái vụ không tố giác nữa thì không thành vấn đề đâu cho ơi, cái đó nó thi tố thì nó phải lôi ra, nào là công an, nào là giao thông, nào là tiếp thị sửa, rồi chắc có lẽ nó cũng phải che đậy thôi. Vấn đề là mình giờ mình chỉ cần một á là trả lời cho mình biết là tại sao cái hình ảnh của trong điện thoại tôi, nói thẳng luôn đây là những hình 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 set của tôi luôn đi cho nó rõ ràng như thế, Cái đó tình là cá cảm người nhân ta mà. tại chứ tự nhiên là lấy ra rồi bây giờ đưa ra cho người nhà tôi xem, không chừng mai mốt đưa lên mạng nữa rồi ai chịu trách nhiệm. Rồi bây giờ những cái số mà liên lạc bạn bè đang thiết là giao dịch làm ăn trong quán của tôi bây giờ mà ông giữ luôn, tôi đâu có biết cái gì nữa đâu, tôi không còn cái số nào để tôi gọi cho ai nữa hết. Đó là như thế, mình chỉ làm đơn mà tố cáo những cái việc mà tại sao lấy hình ảnh trong điện thoại nhạy cảm của tôi mà đi đăng lên cho người khác xem đó, mình làm đơn tố đó thôi. Rồi. rồi Ok. rồi rồi Có nghĩa rồi là có nghĩa là cái điện thoại với cái đồng hồ với là cái nội dung là lấy tư liệu cá nhân bí mật ở trong điện thoại chia sẻ ra cho người khác xem, đúng không? ở trong đó trong điện thoại tôi còn cài mã PIN ngân hàng trong đó nữa luôn á, cái mã PIN là thì lúc mình hay lẩm cẩm mình hay quên á, có mã PIN mà để rút thẻ ATM á mình cài trong điện thoại luôn, lỡ mấy ông mà không đàng hoàng mấy ông lấy ra, mà ông lấy cái mã PIN mình, ông lấy thẻ làm thẻ mới, ông rút hay mình mệt không, nó nhiều rắc rối lắm, rồi là tôi làm im không thèm nói luôn á. Rồi bữa giờ nói vậy là từ cái hồi đó tới giờ cũng lâu rồi mà không xử lý thì ấy đi. Anh có thể anh gọi điện hỏi sao không được thì đâm đơn thôi chứ có gì đâu. Chứ giờ mình đơn từ thôi anh. Chứ đừng có
rút đầu ra đó nữa, rút ra rồi nó lại hốt cho mấy ngày nữa, lại ăn không được ăn, uống không được uống, rồi mệt lắm. Nói chung là giờ đang ở Thái Lan rồi, khi nào mà hết dịch ở Việt Nam, hết dịch đó đưa về, về lại rồi ông cứ làm đơn sẵn đi, rồi nếu ông gửi qua mail tôi đi rồi ông làm đơn sẵn đi, rồi tôi coi tham khảo tôi như thế nào. Nếu mà ổn tôi dịch như thế nào xong rồi tôi về lại Sài Gòn rồi phải đi nộp đơn xin đem xuống thành phố nộp luôn. Rồi Để tôi ok anh, gặp tôi mấy đơn ông đơn thì mình gửi qua bưu điện được mà. nhưng Đơn phải có chữ ký của đơn tôi nữa. không, đơn cái đó thì nói vậy chứ có gì đâu, đơn giờ viết viết chữ in ra là được rồi, nó hợp pháp mà. Tên tuổi này, điện thoại của anh này, địa chỉ của anh này, người làm đơn này Mình có là viết đánh đánh máy ra không là ghi chữ đánh máy luôn. chữ in luôn là ok, chứ không có cần phải hoài ấy. Ừ. Nhưng mà khi mình nộp việc mới về ký vô đơn mới đi nộp được chứ Nộp đơn đúng ai không? nộp trả được. Nhưng mà phải có chữ ký của việc chứ. Không. Cái chữ của anh viết là người làm đơn là họ tên của anh là được rồi, cho anh không có cần phải ký ký nháy vô Vậy đó. hả? Ừ. Cho nên là cái Nhưng mà đơn đó là thảo, em thảo qua cho anh thấy ok rồi nè, đúng không? Là ấy đi rồi bắt đầu là ai gửi cũng được á, em gửi cũng được mà. nhưng mà Khoan nó nghe châu Khoan cứ gửi nha, từ từ nha, từ từ để coi cái tình hình nó dịch bệnh tình sau đã. Thế tôi khi tôi về là Việt Nam rồi 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 tính sao. Chứ bây giờ mình gửi là nó có giấy mời mà mình đâu không về kịp nó cũng không được gì đâu. Biết không? Thì Để cái đó được tuần nữa rồi. đi, khoảng khoảng tuần 5 7 ngày nữa đi. Thế tôi Rồi phải ok chờ để đơn em dán thảo tôi cho. về. Thì trước hết là anh Vậy cứ nha. lên, trước hết là anh cứ liên hệ coi sao, có trả trả mà không trả thì làm. Mình trả bây giờ mình có biết số mấy ông điều tra đâu mà mình gọi. Thì đã còn có người nhà nữa chứ. Mấy 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 cái số đó liên lạc liên hệ cái. Có mấy số của mấy ông mà quận 10 với mấy ông thành phố có nhưng mà gọi mà không có nghe máy đâu. Nhắn tin anh, nhắn tin nói là gọi ông nghe máy, thì nhắn tin nói là tình hình cái đồng hồ với cái điện thoại của tôi có trả không để tôi biết đường. Nếu không trả thì mình nộp đơn thôi, giờ sao Đúng giờ. rồi, ông trả thì em có sẵn ghi âm đây, em đưa lên luôn. Thôi đừng có đưa lên nha, đừng đưa gam lên cho ơi. Từ từ đi, anh em mình nói chuyện là được rồi. Đưa Đưa lên lên cho rồi cộng làm đồng việc mà. biết ông Tín này ông bao che cỡ nào. Thôi đừng có đưa cho rồi, đưa lên rồi nó công mà phiền phức lắm. Để cho nó yên qua cái mùa dịch đi rồi tính. Khi nào tôi về lại rồi tôi có cái hướng làm ăn xong rồi tính tiếp. Bây giờ còn đi đi chơi lang bang mà. Rồi ok anh vậy nha. Rồi vậy nha, đừng có Rồi đưa lên rồi. nha. Rồi rồi bye anh. Rồi bye.